chết, ôi chết, ôi chết. Sao tiếng bé nhỉ? Ôi chết, ôi chết, ôi chết. Ờ, quên, 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 quên. Ơ, mẹ. Nói chung mình đang chỉnh lại tiếng. Vừa đi hút thuốc. Thề con chuột cứ nhấp nháy ạ. Rồi, à, và quay trở lại với trận đấu. Sao? À, vừa đi hút thuốc quên mất. Bây giờ không ngờ trận đấu nhanh này. Vâng vậy, trận đấu giữa VP và Penta đã được bắt đầu rồi. Ở bên phía VP họ đang có line up đó là Neo, Fasa, Biceps, Nakta, Bialy. Còn bên phía Penta đó chính là Christo, Sunny, Innocent, Headshot 123 và Zen. Trong lúc đó Neo một tình huống kéo máu được thành viên thì chính là Innocent bên phía Penta rồi. Có vẻ là Penta họ đặt được tên bố ở round 1. Sau đó là bây giờ sẽ là round up. Có vẻ là up tour rồi. Trong lúc đó thì Neo Bialy vừa có những cái double kill. Bây giờ Bialy bị nằm súng bởi Zen rồi. Bên phía của team Penta họ đã bị dồn về khu vực mid đồ. Có lẽ đây là một trận đấu dễ dàng bên phía VP. Penta bắn khá là yếu. Ngay lập tức Neo vừa có cho mình được cái mạng Crystal. Bây giờ là Zen. Zen bò thẳng lên cái apartment và có được cái mạng snack. Tình huống bây giờ là 1v2. Có vẻ như VP họ đang có... họ đã mất khá nhiều người đây. Ba người bên VP mất. Người đang đứng trong bom xe A đó là Neo. Tình huống giờ 1v2. Zen bò thẳng cái lầu V ra, lầu A ra. Phát hiện vị trí của Neo dễ dàng có được mạng của Neo rồi. Tình huống triple kill. Tình huống giờ là 1v1, còn ta, còn Zen. Đợi một chút để mình thử xem mình phải kéo cái này xuống đã. Ngồi này mất tự nhiên. Vâng, cùng quay với trở lại với trận đấu. Có vẻ bên phía team VP họ vẫn để thêm một round khá là đáng tiếc. 1v4 vị trí của đội chính là Innocent. Có chút qua kìa. Bây giờ Headshot đang là người bỏ vực chuối. Có vẻ cả map thi đấu này chuối là điểm khá là quan trọng. Nhưng VP họ lại không chiến được vực chuối từ sớm. Một flash pop ra. Ta đang là người thủ chuối. Rất nhiều lửa ném khu vực ta. Bây giờ ta bị dồn thẳng vào khu vực bom xe B rồi. Kéo cho mình còn 56 máu. Có trả đồ ra không, đi thẳng lên lửa của đồng đội đó chính là Headshot rồi. Headshot còn 63 máu thôi, không sao cả. Snack phát hiện vị trí Headshot, bây giờ Snack bắn trượt rồi. Tiếp tục có một quả smoke ném ra vị trí Snack. Flash pop cho ta. Vẫn đang là những tình huống hai bên chỉ check choác nhau câu bom thôi. Vẫn chưa quyết định cái bom sai. Đây.
Quay trở lại trận đấu thì Headshot đang là người đứng vững chuối. Bây giờ Snack đang là người thủ cho bomb xe B. Snack bị kéo, mình còn 21 máu rồi. Liệu thủ được bomb xe B thành công không? Ta vừa có được một mạng. Bây giờ ta và Snack lần lượt nằm xuống bởi Crystal và Zen. Tiếp tục đi xuyên smoke từ vị trí của Bialy. Bialy nằm xuống bởi Crystal rồi. Tiếp tục là Sunny kết thúc được cái mạng của Pasa Bicep. Tình huống giờ là 1v4 cực kỳ khó vị trí của Neo. Neo phải làm gì đây? Ở map thi đấu này, chuối là một cái trong những cái vị trí cực kỳ là quan trọng khi mà đó chính là map Inferno. Khi mà liên tục VP họ bắn mình, họ bắn theo đó chính là bắn đa phần những team bây giờ họ bắn, khi họ bắn kèo dưới họ đẩy cái chuối luôn. Nhưng mà VP họ bắn là chuối thủ lùi. Nghĩ đây khả năng là khi mà họ chọn cho mình cái phương án bắn an toàn nhẹ, không phải là tối ưu. Trong lúc đó thì họ lại bỏ chống sổ skin lỗi rồi, vị trí của Neo phải đến viên thứ 13 mới kết thúc được mạng Innocent. Tỷ số là 2-3 bên phía của Penta. VP họ đang có cho mình những cái... Họ đang... Có vẻ như VP họ mới chỉ có mình cái khởi đầu game tốt thôi. Đến khoảng bắt đầu đến round thứ 6 này thì họ đang gần tuột tất mọi thứ về bên phía vị trí của Penta rồi. Neo nó có mình một khẩu M4S, có lẽ là Neo xong M4S này không giữ cho Neo solo một xe B luôn. Đã 4 thành viên tách A, như vậy có đơn giản hơn không? Thực sự thì phong độ họ có lúc lên lúc xuống, thậm chí đây còn là giải online thì dĩ nhiên là VP sẽ thua rồi. Ở bất kỳ một giải đấu nào miễn là online thì VP không cần biết đối thủ VP là ai, VP sẵn sàng thua họ với tỷ số là 2-0 và thậm chí bị dếp. Không có gì mà đối thủ team noob. Vâng, và Zen vừa có được cái mặt của Neo, các bạn thấy không? Thể hiện mình trận đấu bắn không có gì. Như là mình bắn rank. Cảm giác như mình bắn rank Innocent có được cái mạng Bialy rồi. Chắc lúc đó Innocent và Zen lần lượt còn mình có 20 máu và 34 máu thôi. Snack đang là người đứng trong khu vực bomb sai B. Được stack lên cao. Stack bomb sai B các thành viên của VP. Liệu họ thủ được bomb sai lần này thành công không? Một khẩu súng to đến 2 eco cho bomb sai B rồi. Bây giờ Snack tiếp tục đang thể hiện cho mình sang phong độ. Snack nằm xuống rồi. Không bật ai cả. Và Sunny chỉ có được cái mạng Crystal trước khi nằm xuống là double kill vị trí ở Pasa. Zen kết thúc được mạng Pasa Bicep. Mình thích thì mình invite thôi. Cứ đến bây giờ mình đã dã tất cả các team vào được top 4 thì ai chẳng phải invite. Mấy ông VP toàn kiểu thế mà. Bắn giải online thì nát bét, bắn giải LAN thì không khác gì bố của chúng nó ấy. Bây giờ VP thật sự là VP nếu mà thua hòa nhá, để bắn chắc chắn thì hòa kiểu gì cây cả LAN với cả đấy bắn ngang kèo còn thua. Bây giờ có lẽ là nếu mà thua trước khi trận đấu bắt đầu biết là thua thì có lẽ chỉ thua SK thôi. Nếu những giải lớn. Vâng, có lẽ là 18 hôm sau thì cũng trận đấu giải bây giờ bắt đầu. Trong đó Crystal vừa có được cái mạng Pasa Bicep rồi. Dễ không? Bắn như đi chợ vị trí Crystal. Bây giờ bomb xe A hoàn toàn clear được các thành viên của VP và Penta. Đi vào bomb xe A cực kỳ là dễ dàng khi mà Innocent vừa có được cái mạng Bialy rồi. Bây giờ là vị trí Snack và Ta. Có lẽ Snack và Ta không làm gì được ở cái round như thế này. Tiếp tục bỏ xuyên smoke. Chẳng có một quả bom nào, hai quả flash, quả smoke rotate kiểu gì đây. Nó cũng spam này hết đạn, đến hết thời gian là vừa. Đúng là VP giờ bắn. Thực sự thì những trong những cái trận đấu như này, thậm chí là những giải LAN như này, giải online này mình không đánh giá cao về chất lượng các team mà họ thi đấu được. Dễ thế, ông hỏi tại sao VP hỏi Scott ấy bảo VP được throw này. Bớt dễ. Càng ngày Pasa càng giàu này. Tiền phải nuôi cả gia đình. Thì giải online này đâu ra mở VP bắn chắc được nữa. Nhưng mà công nhận một điều là khi đến cái giải lớn kiểu Major hay là ESL, các giải lớn ESL, ESL One các kiểu ấy, thì VP không bao giờ họ để những cái team ở tầm Penta này hành được. VP và khi vào những giải lớn bắn không khác gì kiểu hành bắn với cả mấy cái team line up như ở Hellraiser kiểu có khác gì hành gà đâu. Bây giờ đây thôi, kiểu này ta lại sập thôi.
lại chết chay, chết chay sao cũng có, Caster có được mạng. Ui dồi, ta chết chay rồi, Bialy chỉ đổi được mạng, hết sót rồi. Vâng, mà Bialy có những cái double kill trước khi bị nằm xuống bởi Crystal. Tình huống bây giờ là 2v2, C4 sẽ được đặt ở bên phía ở team Beta. Bốc được ném ra, Crystal kết tụi mạng Pasa. Trời ơi, xem bắn có chán không kìa. Một trận bo 2, biết thế mới đi uống nước cho nó nhanh, đỡ mất thời gian cát. Bây giờ Neo đang có mình cái giáp 1 của Phai Seven. Tiếp tục cầm mình Phai Seven bỏ xuyên smoke chăng. Không nên gây tiếng trong những tình huống như này. Bây giờ là Neo bò thẳng hộp con xe B. Tiếp tục là... Ui, làm gì? Chết cóc có vẻ chuẩn đấy. Ui dồi ôi, và tỷ số là 5-3 bên phía Penta. Volume thực sự là mình tăng hết cỡ rồi, không thấy to hơn được là mấy. Không hiểu đợt này bên thỏ setup của gì. Nó để cho mình con chuột chấp nháy này thì mình đi bố mình cũng không biết được là con chuột ở đâu để mình chỉnh được. Con chuột còn đang nhấp nháy này. Bây giờ một lửa ném vào vực chú. Sổ ông Snack bò xuyên quả lửa này. Snack chỉ còn mình 20... còn 48 máu, 27 máu, vị trí của headshot 1-2-3. Tiếp tục là một nét được trả ra, vị trí headshot 1-2-3, Snack lại bị kéo máu không. Bây giờ đổi sang vị trí đó chính là ta. Ta của chúng ta chỉ còn cho mình có 58 máu thôi. Có lẽ đây sẽ là một tình huống mất bom sai B cực kỳ dễ dàng. Thành viên của bên phía VP ngay lập tức Snack chưa thuật. Bây giờ ta vừa có những cái double kill bắn cực kỳ tốt vị trí của ta. Tình huống sẽ là 3v5. Nhưng mà ở trong những cái tình huống như thế này, có lẽ là dù là 1v5 hay là 3v5, chúng ta không biết điều gì xảy ra với VP cả. Bây giờ Bialy đang là người đứng trong khu bom xe A. Có lẽ là VP họ đang tạo cho mình một cái trận đấu gay cấn hay là cảm xúc cho người xem. Khi mà họ liên tục để cho đối thủ giật tuổi, tiếp tục là Bialy chết. Chết một cái tức tuổi đứng trong bom xe A. Smoke ra kê trước bắn trượt. Phải cả trượt hết, bây giờ là Neo. Neo có được mạng của Sunny rồi Innocent kết thúc được mạng của Neo. Tình huống giờ là 2v3. Như mình nói từ ngay từ ban đầu, dù 5v3 hay là 1v3 đi nữa thì cũng không thể nói trước điều gì với VP cả. Crystal đang là người đứng trong khu bom xe A. Cái pit được chiếm rồi, cầm cho mình của Mark 7 đứng ở vị trí ở lầu A. Đó là một quyết định sai lầm của Pasa Bicep. Nhưng có vẻ là Innocent back up cho đồng đội không được tốt cho lắm. Bây giờ Snack đang cầm cho mình của ngắm đứng khu vực Boiler. Ta back up về đường Connector. Ui xôi ôi, và không có ai, vẫn chưa phát hiện vị trí Innocent chăng? Có vẻ Innocent bị dồn vào góc tường này cực kỳ là khó chịu. Vị trí Innocent rồi, Innocent nằm xuống bởi Snack. Và tỷ số sẽ là 4-5 dành cho bên phía team VP. VP ra vừa xong, họ bắn cho mình tới 4 cuộc bom xe A rồi. Nhưng có vẻ là vẫn là khó khăn với VP. Vẫn có một cái điều gì đấy khó khăn. Chúng ta không thể so sánh VP với Nip được. Nip, các bạn thể thấy là Nip họ bắn hết khả năng của mình rồi, họ làm đủ các kiểu vẫn thua nát bét. Còn VP là một trong những cái team hoàn toàn khác. Đó chính là VP khi bất kỳ một giải online nào thì VP họ vẫn đang thể hiện mình cái phong độ tồi tệ ở giải online. Ngay lập tức đến một giải LAN lớn nào đó thì VP hủy diệt, luôn luôn vào sâu. Gần như là tất cả các giải bây giờ VP vào ít nhất là top 8 đi phải. Ta là người thủ vực chuối. Gen stack đồng đội lên, đó chính là headshot 1-2-3. Có vẻ là đang check của smoke này. Nhưng bên phía VP họ bắn với cả team tire ở dưới mà họ không tự tin đẩy thẳng lên trên cái khu vực chuối nhỉ. Có vẻ như không tự tin được, tự tin cho lắm. Chuối là chiếm dễ mà. Bây giờ một lửa ném vào góc tường rồi. Crystal đang là người đứng ở khu middle. Check cho mình cái connect, vị trí connector. Innocent bỏ lên lầu. Có thể thấy thế trận này tôi trông VP bắn nó kiểu bắn nó giả tạo. Bởi vì rất bây giờ cái map Inferno mới này rất ít team họ bắn hai vòng trong bom sai B, thậm chí đứng hai CT như thế này. Đa phần giờ họ bắn những kèo dưới, họ chiếm được cái chỗ, họ đẩy lên, họ đè skin nhanh. Bây giờ Snack còn bắn như này nữa thôi nát. Rồi lát là pop của bom sai B rồi. Tiếp tục là smoke được trả ra.
có vẻ là bên phía team Penta Smoke lỗi rồi. Tiếp tục là double kill vị trí Snack, bắn xuyên Smoke vị trí các thành viên bên phía Penta. Ngay lập tức Snack nằm xuống, tình huống rất là 3v3. Bom sao bị mất, Crotet bây giờ cực kỳ khó. Thành viên của bên phía Virtus Pro, Crystal và Innocent đây là hai người đứng ở trong vùng chuối. Bây giờ Crystal vừa có mình cái mạng Pasa Bicep rồi, chuối là Innocent. Chủ Innocent là ngay lập tức có được cái mạng Bialy và chỉ còn Nail thôi. Thì có giờ là 1v2 với Nail, cực kỳ khó vị trí Nail. Không có mình bất kỳ một quả bom nào có thể rotate lần này. Nếu mà trong người Nail bây giờ có một quả flash hay một quả smoke gì đó, mọi thứ nó có vẻ là dễ dàng hơn. Nhưng mà ở trong những tình huống này không có bom thì rất khó. Ngay lập tức Nail nằm xuống với Innocent. Tỷ số là 6-4 dành cho Penta. Tôi trong lúc các bạn đang hỏi về Faye thì tôi cũng không hiểu trận đấu này VP đang làm cái gì đây. Cái cảm giác như là VP khi mà họ bắn hai trong bom B, ba trong A, thực sự là rất gò bó, bỏ quá nhiều khoảng trống bên Penta. Cảm giác vậy, bắn rất cực kỳ áp lực luôn, không biết địch vào bom sai lúc nào, không có mình một bất kỳ một chút thông tin nào cả. Hay là VP họ đã đang tận dụng cái trận đấu này họ tập team. Bây giờ là những tình huống spam mà ngay từ headshot 1023 đã có được cái mạng Snack rồi. Đúng giờ là 4v4 có vẻ là Bialy vừa kết thúc được mạng Innocent. Tiếp tục là Nail đẩy thẳng vùng middle và nằm xuống. Bây giờ là Sunny Noob bỏ không sai. Giờ headshot 123 thì có spam bắn với mình ta còn 59 máu thôi. Ngay lập tức thì Crystal kết thúc được cái mạng của ta. Bây giờ là Pasa bay xẹp. Pasa nằm xuống rồi. Chỉ có Bialy thôi. Tỷ số sẽ là 7-4 dành cho bên phía Penta Esports. Có lẽ ở trong trận đấu này cát thì chúng ta nên ngồi chém gió với nhau thì hay hơn. Khi mà cát một trận đấu nhạt toẹt như này. Nhạt toẹt. Tỷ số là 7-4 bên phía Penta rồi. Trận đấu này nhạt quá rồi, cần thêm ít muối thôi. Buồn ngủ, thực sự trận đấu này buồn ngủ. VP họ lại tiếp tục eco ở bên phía Penta Esports. Đâu có thì một Mark 10 và Giáp 2 và flash vị trí của Bialy. Bây giờ tranh thẳng đến vực chuối vị trí của headshot và quyết định stack đến từ các thành viên bên phía VP rồi. Làm gì đây? Làm gì đây? Ở đây là stack cao hơn nữa cơ. Bình thường người ta bắn 2 tầng stack thôi, bây giờ chơi hẳn tầng thứ 3 rồi. Nhưng có vẻ nó cũng không giải quyết được nhiều vấn đề ở trong những tình huống như này. Khi mà bên phía Penta họ đang quyết định vào bóng xoay B, à bóng xoay A. Trong đó Sunny chỉ mất cho mình có 2 viên để bắn vào mặt của vị trí Nail thôi. Và bóng xoay A hoàn toàn clear thì các thành viên bên phía Penta. Tiếp tục tỷ số có lẽ sẽ 8-4 thôi. Mình nghĩ không có cái gì đột biến xảy ra trong những trận đấu như thế này cả. Khi mà Penta họ đang muốn thắng còn VP thì đang muốn thua râu. Không hiểu được VP không biết bắn map này anh chăng. C4 được đặt dành cho thành viên VP Peta, có vẻ VP họ làm gì đây? Bắt súng, quyết định bắt súng các thành viên VP rồi. Đang đứng ở vùng middle đó chính là headshot 123. Phát hiện ra tiếng rồi, phát hiện cái chân ngũ rồi của Pasa ngay lập tức nhảy xuống Sunny, đó quyết định sai lầm Sunny. Sunny nằm xuống ở Pasa, Crystal kết thúc được cái mạng Pasa. Bây giờ tiếp tục là Zen. Zen bắn được mạng Snack, tình huống bây giờ là 2v3. Đẩy thẳng ra vị trí Zen và Zen kết thúc được mạng Bialy và ngay lập tức thì Zen có cho mình cái triple kill. Hot Echo cực kỳ mạnh các thành viên bên phía Penta. Esports và VP họ vẫn đang kiếm cho mình được khá là nhiều tiền trong trận đấu này.
Bạn nào trận này tôi cũng chỉ mong một giải đấu nào của một giải major nào đấy mà VP lót đường thật luôn. Tôi chưa bao giờ thấy một cái giải major nào VP lót đường luôn đấy. Chỉ có mấy giải online thôi. Mấy giải online mấy ông VP này kiểu truyền thống từ trước giờ, giải online bắn như con kẹt, xong đến lúc mà giải to thì bắn như bố. Không khác gì chúa. Quyết định tanh bóng xe A chăng? Có vẻ các thành viên của VP họ đang vẫn vẫn chọn cái phương án là bắn trong bom sai mà không có bất kỳ thông tin nào. Rất dễ ở những tình huống về phía Penta họ fake được vào bất kỳ bom sai nào cả. Đây như kiểu tình huống này họ vừa có vẻ họ vừa fake A rồi, fake A vậy bây giờ tiếp tục sang B nữa thì cực kỳ là khó chịu. Các thành viên VP họ không có thông tin biết đánh đâu bom sai nào cả, rotate giờ cực kỳ là khó. Và Pasa có thông tin cho mình hay thông tin rõ rotate về bom sai B rồi. Người bắn 3B như này liệu bên phía ở VP đỡ được không đây? Tanh thẳng bóng sai bây giờ là Zen. Zen có mình quả và ngay lập tức Zen có cho mình cái mạng đầu tiên. Smoke ném vào con Jackson. Tiếp tục nhảy xuyên smoke với Zen. Bây giờ fake từ cực kỳ tốt và kết thúc được mạng snack rồi. Em chỉ cực tốt vị trí của Zen. Bây giờ Neo vừa kết thúc được mạng này Zen. Ta vẫn là người thủ cứng trong bom sai B. Nhưng bom sai A có vẻ một người bò vào rồi headshot vừa có được mạng của Neo. Bây giờ phát hiện vị trí của ta rồi chăng? Phát hiện vị trí của ta rồi. Bây giờ ta nằm xuống bởi headshot và Sunny kết thúc được mai mạng của Bialy. Tỷ số rất là 9-4 dành cho phía team Penta Esports. Tôi đang xem cái gì này? Có vẻ là VP họ eco thôi. Map này là một map CT cực kỳ là phải nói là khá là thiên về CT đấy. Kể cả sửa xong rồi nó vẫn thiên về CT thôi. Sau đó Innocent vừa kéo được cái máu của Neo rồi, Neo của mình 14 máu thôi. Quay đứng trong connector của khu vực hiện tại đó chính là Pasa. Tiếp tục là chiếm cái khu vực bom xe A chỉ các thành viên Penta rồi. Một smoke nó trả ra một connector. Bây giờ Pasa là người đứng ra connector. Pasa nằm xuống headshot 1-2-3 có được mạng của Neo rồi. Người đã thủ trong bom xe đó chính là Bialy. Bialy sẽ phải làm gì đây? Ngay lập tức thì Bialy nằm xuống ở Crystal. Tiếp nối bây giờ là 2v5 headshot 1-2-3 có được mạng snack. Bây giờ chỉ còn ta thôi. Tình huống bây giờ là 1v5 cực kỳ khó vị trí của ta. Tỷ số có lẽ sẽ là 14 người phía Penta. Chắc chắn có lẽ chắc chắn 14 rồi. Round cuối cùng của vâng và đây chúng ta chuẩn bị đến round cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên ở map 1. Lên cho mình hai ngắm từ vị trí của Pasa, Bicep và Snack 214S vị trí Bialy và Neo. Đây là những lên cho mình hai ngắm như này thì liệu bên phía của team VP họ 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 có giải quyết cái vấn đề từ đầu đến giờ xảy ra hay không, trong lúc đó headshot vùng một kéo máu mình không 23 kéo máu mình còn có 16 máu thôi. Lợi thế có vẻ là nghiêng một chút gì đó dành cho bên phía VP. Nét là ném vào chuối snack khá là thính, bách ngược về chuối ngay. Tiếp tục là một mạng đầu tiên vị trí hơn bác, tiếp tục là mạng Zen. Đây là đây là mua bạc u sổ ông ta nhưng thò mặt ra còn mình có 5 máu. Snack đang bắn headshot 1-2-3 cầm lên cho mình cũng ngắm rồi. Cái ngắm này thì làm sao bắn headshot được nữa nhở? Flash là trả ra vị trí của ta. Snack đang là người đứng ở gần khu vực Block City Bay.
Bây giờ ta còn 5 máu. Hai thành viên của bên phía của Penta bò cái khu vực connector rồi. Ui, pa xa. Pa xa Gubang cực kỳ khó chịu, thành viên bên phía ở Penta. Tiếp tục là Pasa vừa có cho mình cái mạng của headshot của 33. Pasa có một double kill và nằm xuống ở Innocent. Tình huống bây giờ là 2v4. Các thành viên bên phía của Penta tanh nhau cũng không sẽ nằm xuống ở Biali, đó chính là Innocent. Sunny đang là người đứng trên ban công và kết thúc bởi bị Biali. Tỷ số sẽ là 5-10 dành cho bên phía của team Penta. Mic của mình nhỏ á. Nhỏ không hiểu hôm nay thằng bén thỏ setup cái gì nào, mình chịu thôi, mình setup. Mình chỉnh hết cỡ rồi. Alo, đó mình chỉnh to hết cỡ rồi này. Vâng, chúng ta nghỉ tầm 1 phút rưỡi nữa, sau đó là chuyển sang trận hiệp thi đấu thứ 2. Chịu thôi, tầm này không hát hò được không ạ? Tầm này mà hát hò mệt lắm. Nói dối có trong album rồi, đúng rồi. Các ông mà muốn nghe thì bây giờ cứ vào cái group 500 anh em family mà xem thôi. Suốt ngày bắt tôi hát. Ngồi trên này có đông người, người ta cứ nhìn nghiêng nghiêng bảo ô thằng này bị điên. Ngại lắm. Nói thật thì cứ bảo nói dối. Vãi lìn up lên dinh ạ. Thực ra mình không biết hát đâu, mình bắn với Linh hôm nay, ngồi cạnh Linh ngại, ngượng, bị ngượng bắn không được tốt cho lắm, bị anh em chửi. Đùa ra mình ít bắn 6 thương tích với đợt này, khoảng thời gian gần đây khoảng 3 tuần rồi mình không chăm chơi ZGO nhiều. 3 tuần gần đây thực sự mình chơi rất là ít. Đợt gần đây mình đang gặp một số vấn đề, như kiểu là phải lên bán hàng GameStop này. Xong rồi tán với cả thời gian cho gái cũng kiểu. Còn đi chơi bạn nữa, đợt này đi chơi nhiều. Bãi trưởng tương tư, ok tương tư. Cũng được gọi như vậy đấy, tương kiểu tương tư. Xong rồi lười chơi nữa, từ đợt bắt đầu làm game shop là lười chơi hẳn rồi. Ngày trước là cứ rảnh là chơi suốt thôi. Bây giờ mọi thứ kiểu lâu không chơi nó ảnh hưởng skin nhiều lắm. Về bắn 128 tích hay là bắn lan còn đỡ, còn bắn cái 6 thương tích rồi chịu, sấy toàn bay đạn bay đâu mất. Hôm nay xong kiếm hợp bích với cả Linh Tiber. Thế mà các ông không xem. Hellraiser, tôi nói thật mấy giải online tốt nhất các ông skip đi nhanh. Mệt lắm. Bet mấy giải online vừa chỉ rức bực vào thân đây. Chúng ta xem lại. Bích không có tuổi mà hôm qua các ông xem bích nó gần như nó dã. Tí nữa nó dã được Godsend nha. Giải online cái gì có thể xảy ra được các ông ạ. Vâng, trận đấu chuẩn bị được bắt đầu rồi. Vâng, quay trở lại với trận đấu rồi. Bây giờ bên phía VP họ sẽ bắn TS trước, còn Penta bắn vị trí bên phía khu vực City Side. Crystal sẽ lên cho mình cái kit, một flash shock. Bây giờ các thành viên VP họ đã chiếm khu vực chuối rồi. Đây là một tình huống rớt B nhanh các thành viên VP. Người đang thủ trong bom site B hiện tại đó chính là Innocent. Vừa có mình được mạng Biali rồi. Tiếp tục là Zen kết thúc được mạng của Neo. Tình huống bây giờ là 4v3. Innocent là người đứng trong construction. VP quyết định lùa các thành viên của bên phía ở Penta.
bây giờ vừa nằm xuống nó chơi Innocent. Sunny Bu là người đứng trong congestion. Pasa bay xẹp. Bóng sai B mất như này thực sự là khó rotate vị trí các thành viên Penta. Ngay lập tức Snack vừa có cho mình được mạng của Sunny rồi. Có được mạng của Sunny, tình huống bây giờ là 2v3. Người tiếp tục là Crystal và Crystal nằm xuống Pasa. Pasa vừa có cho mình cái triple kill. Phải phát hiện vị trí ở headshot 123 chưa đây. Nhá cực kỳ khó chịu và qua kill vị trí của Pasa bay xẹp. À không, đây chỉ là hai mạng rồi. Nãy giờ Snack bắn. Chỉ double kill vị trí Pasa thôi. Có tiếng in game mấy bạn ạ. À đây. Mình quên không để to tiếng ấy. Người đang thử đứng ở khu vực second mid đó chính là, có lẽ là bên phía VP họ đang quyết định đánh khu vực mid nhanh rồi. Bốn thành viên đứng second mid cơ, chỉ có một người đứng mid đó chính là Pasa Bicep. Bây giờ bỏ cao mid này. Úi giời ơi, và Sunny vừa có được cái mặt của Pasa đứng giữa cái mid, quay mặt ra nhìn chuối, đéo thể tin được. Thua. Round này dễ VP thua lắm này. Snack là người đứng khu vực mid, chiếm được cái mid đồ rất sớm thành viên VP. Có một smoke được trả ra, Boiler có lẽ đi vào lầu và connector chăng. Thì cũng là 4v5. Người đang đứng ở một connector đó chính là Snack, có mình khẩu AK, flat và ngay lập tức thì headshot có được cái mạng Bialy rồi. Tình huống bây giờ là 3v5. Bên VP họ vẫn đang chần chừ và dè chừng, không hiểu là họ đang quyết định làm cái trò gì ở cái round đấu này đây. Họ đã thắng cho mình cái round lục, nhưng có vẻ như họ không tận dụng cho mình cái lợi thế được tốt cho lắm. Ngay lập tức thì headshot và Sunny lần lượt có mình hai cái mạng của Pasa, Bialy rồi. Kia Pasa vẫn có tình huống đứng hớ hình. Bây giờ Snack vừa có được cái mạng của Zen. Ui, quay lưng xuống pit. Ui rồi, và Neo kết thúc được cái mạng Crystal. Người đang thủ của pit đó chính là Sunny. Trông có vẻ VP họ vào bom sai, họ không kiểu không quyết đoán ấy, họ đang sợ điều gì. Trong Neo vừa kết thúc được mạng Innocent rồi. Tiếp tục là Sunny có mình cái double kill, bắn yếu được vị trí Snack. Bây giờ headshot 1-1 kết thúc được mạng Snack rồi. Tình huống bây giờ là 1v2. Neo đang là người đứng trong cái vụ boiler này. Neo còn mình 42 máu rồi, bị nhá cực kỳ khó chịu của thành viên bên phía Penta. Và Neo nằm xuống bởi Sunny và tỷ số đã là 11-6 thành viên bên phía Penta Sport. Tôi cũng không còn gì nói với cả VP đây. Trận đấu này đúng là thôi chán thật. Tôi không hiểu là bên phía VP họ đang làm gì. Khi ở Bomben hôm nay PM ở tôi, tối nay mày cắt được không? Tối nay có trận hay đấy, VP với cả Penta. Và bây giờ các ông biết rồi đấy, và kết quả trận hay ở Bomben nó như thế nào. Not bad. Tiếp tục là vị trí Crystal. Crystal bị kéo máu bởi Neo, bị bách ngược khu vực bom xe A rồi. Snack đã chiếm được khu vực lầu A bên phía dành cho VP. Sẽ ném mình quả smoke vào khu vực middle. Vẫn đang là tình huống kéo máu thôi, chưa có ai cả. Bây giờ thì Sunny bắn được một viên rồi, Sunny bắn thẳng mặt luôn. Tiếp tục Snack đi bò trườn rất chi là hớ hình. Bây giờ Snack bắn yếu thôi, Crystal kết thúc cái mạng Snack. Còn 3 tình huống rồi là 3v4 và 2 thành viên VVP bỏ khu vực connector. Có lẽ đây là sẽ thủ chiếm khu vực bóng sai B. Innocent đang là người đứng ở thủ vực City. Các bạn thấy là Penta họ bắn hoàn toàn khác VP. Đó chính là khi mà early game họ đẩy thẳng khu vực chuối, họ chiếm cái chuối từ rất sớm, họ lấy cho mình những một chút cái thông tin gì đó. Thấy không, họ đoán vị trí địch là họ sẵn sàng, họ định pick người, họ không việc gì họ phải sợ cả. Còn VP thì rất chi là sợ VP sẽ thắng, thậm chí chính VP còn sợ mình thắng. VP mà thắng thì không biết bay đi bao tiền. Tiếp tục là đó chính là headshot 1-1 trả mình quả nết từ cuộc middle, kéo máu ở bia. Ui sổ ơi, một quả nết ba ông yếu thua. Neo Pasa ta chưa kịp vào bóng sai, mỗi người mất mình nửa máu rồi, không có ai là còn một nguyên 100 máu đến phía các thành viên của VP. Lại bò trườn, bắn không dứt điểm, lại bò trườn. Đây là cái bài gì đây? Bây giờ Crystal có được mạng Neo. Tiếp tục Crystal bắn yếu được vị trí của ta, và ta kết thúc mạng Crystal. Tính giờ là 4m4. Flash là trả ra. Và bây giờ
Sunny có mình cái double kill tiếp tục flash được trả ra nữa. Bắn cực kỳ khó chịu thành viên mình với Penta. Tiếp tục là headshot 1-2-3, kết thúc là mạng Snack rồi. Người đang đứng ở vị trí boiler đó chính là Pasa. Chúng Pasa kết thúc mạng Sunny, tính cũng giờ là 1-3. Có vẻ Pasa yếu rồi, Pasa còn 31 máu thôi, cực kỳ là khó vị trí Pasa. Pasa lộ vị trí nữa. Time 50 giây, cực kỳ nhiều vị trí Pasa. Chúng ta và tôi vẫn tin tưởng khả năng clutch Pasa. Đến Kazima clutch là 1-3, không có lý gì mà Kapasa clutch là 1-3 cả. Cái tầm này tốt nhất các bạn không nên biết là team là pick map nào đi chăng nữa, khi mà trình độ nó đã khác nhau rồi thì map nào chăng nữa thì nó vẫn thắng thôi. Nhưng các bạn thể thấy VP họ bắn giống một cái team mà trình độ cao hơn không? Bây giờ Pasa tham còn 20 giây, C4 rơi vị trí bom xe A, có lẽ Pasa phải xếp thôi. Penta có vẻ họ bắn cũng khá là an toàn, ba thành viên đứng trong khu vực bom xe A, không có một ai đi tìm thành viên VP cả. Tôi không hiểu bây giờ VP nãy giờ họ bắn chả có các bài bùng gì cả, họ cứ bò, chẳng ném sờ mốc, chẳng fake phủng gì cả. Vẫn không quyết định power về VP thấy không? Còn không thèm power này thì thua nhanh, tao lấy tiền tao về tao mua sữa cho con. Bây giờ tiếp tục là Penta, headshot 1-2-3 là người chiếm được lầu vị trí của Penta rồi. Second mid đó chính ủi sổ bắn trượt vị trí của... Có vẻ là đó chính là Biali. Tưởng là Biali cầm to ra, Biali cầm Eagle thôi. 5 thành viên bỏ vực chuối vị trí của VP. Họ nãy giờ họ bắn không một bài gì, cứ bò bắn không thì mấy thằng núp xem chán vãi trưởng. Cứ bò quắc từ đầu đến lại bò. Bây giờ thì lộ vị trí. Nhưng Penta họ chỉ cần nghe tiếng động bên khu vực tay nào họ bách ngược về luôn. Và bây giờ Zen vừa có mình cái triple kill rồi. Tiếp tục là Zen. Qua là kill vị trí của Zen và Innocent. Kết thúc cái round đấu này với mạng Pasa Bensep và tỷ số là 14-6. Có vẻ VP họ đang đóng vai phụ trong bộ cái bộ highlight các thành viên vì Penta rồi. Trời đất ơi. Thấy ông xem có chán không? Nãy giờ ông thấy full bài làm cái đéo gì là bọn bố mày đéo quan tâm, bố mày cứ thích bỏ bom xài, bố mày chết, bố mày ăn tiền nhanh mệt vãi lìn. Cắt vào cái trận đấu này mang tiếng là VP. Già trâu. Kinh nghiệm đầy mình. Bắn nãy giờ. Fake không fake, bom không ném. Ném đúng quả Smoke City, tanh vào bom xài B là bắn chết hết. Thua. Đấy, bây giờ lại bò. Lại bò trườn. Xong lại vào bóng xe A luôn. Xong rồi Penta thắng luôn round này. Thôi đúng là thôi thua. Trận đấu nó mang đậm chất tấu hài. Thì tôi bắn một Kazima giải mic còn không nát như này. Tiếp tục là Pasa lại đi một mình đến cái chuối thôi. Pasa lại sập rồi. Bây giờ lại chia ra mà đi thôi. Nhưng chia ra mà đi như này cũng khó nữa. Tiếp tục vị trí của Innocent là người đứng ở vùng chuối này. Tiếp tục trả nết ra các thành viên của VP. Người đang đi lầu đó chính là Biali. Biali 4 người đứng ở chuối vị trí VP. Bây giờ họ mới bắt đầu ném bài này. Hay vẫn không ném bài này. Bò tiếp vào ô lại bò này. Ném đúng 2 quả lửa. Biali một tình huống bài tơ cực kỳ tốt rồi. Vị trí đẹp, lộ vị trí Biali. Phát hiện ra móc ngược bom xe B rồi. Các thành viên Penta họ đoán được rồi. Họ sẽ đoán được đánh bom xe B. Bây giờ là Biali vẫn cực kỳ kinh nghiệm nhá nhủng các kiểu purify trước luôn, mình kéo máu vị trí Crystal còn mình 54 máu. Người đang đứng trong contestant đó chính là Innocent. Bây giờ bom sai B gần như bị kẹp rồi và Biali kết thúc mạng Innocent. Tiếp Biali bắn lỗi và Pasa xem kết thúc mạng của Zen. Tình huống giờ là 3v5. Tiếp tục bây giờ chúng ta cũng xem và bắn lỗi Sunny kết thúc được mạng. Sunny có một cái double kill. Tình huống bây giờ là 2v2 và Biali kết thúc được mạng Crystal. Sunny kết thúc được mạng Biali. Ba triple kill vị trí của Sunny rồi. Tình huống giờ là 1v1. Còn ta sẽ làm gì đây? Ta có một trong mình một vị trí cực kỳ đẹp khi mà Sunny lộ vị trí rồi. Chúng ta cùng xem. Bây giờ vẫn đang nhá rất khó chịu vị trí Sunny, không được gì ở vội cả khi mà Sunny đang có mình một cái kit
một flash trả ra của con Jackson. Bây giờ là Sunny kết thúc round đấu này em ạ, của ta tỷ số là 15-6 dành cho bên phía team Penta Sport và VP họ tiếp tục. VP họ tiếp tục làm kinh tế. Chiến bom xe B 5v3 vẫn thua, tôi bảo ngay từ đầu mọi thứ đều có thể xảy ra đối với VP. Không có gì là không thể cả. Có thể có vẻ là khi mà Penta họ khá là thính, khi mà họ để mất bom xe B thì ngay lập tức hai thành viên Penta đó chính là Crystal và Sunny ngay lập tức đẩy thẳng vùng mid đồ và chiếm được cho mình cái chuối móc ngược về. Bây giờ lại Pasa cầm AK đấu ngắm mid. Tôi cũng không biết gì để nói gì nữa đây. Cầm AK đi đấu với ngắm mid. Tình huống bây giờ là 4v5, thật sự là một trận đấu cực kỳ là mệt mỏi các thành viên bên phía ở team AVOP. Vẫn là spam smoke với nhau rồi. Tình huống bây giờ 4v5, có vẻ là Pasa muốn kết thúc trận đấu nhanh rồi. Và mình muốn kết thúc trận đấu nhanh về đi ngủ. Những trận đấu này cắt thôi, tốt nhất thà để thời gian đấy nghỉ ngơi, mai ngày kia đi làm, mai đi làm cho nhanh. Và bây giờ là neo lại mình bò vào chuối. Tiếp tục back up tốt, bị chưa có Zen. Zen đã kết thúc được mạng Zen rồi, Tạ kết thúc được mạng Innocent. Tình huống giờ là 3v2. Còn Snack và còn Bialy. Tôi vẫn tin khả năng mà bên phía team VP họ thắng được round này đấy. Tôi tin đấy. Tin lắm. Khi mà Crystal đang người solo phụ công xe B, stack lên vị trí Bialy rồi. Có vẻ là bên phía ở team Penta khá là tỉnh. Bây giờ là Bialy. Ngay lập tức Bialy có được cho mình cái mạng Crystal và Bialy nằm xuống với headshot 1v3. Lắc ra vì chứ Bialy gồng đẩy. Vâng, Bialy vừa có được mạng headshot 1v3 thì cũng giờ là 1v1 lại tiếp tục là Sunny Boo cỡ lát 1v1 thành công hay không đây. Bialy có mình một smoke, một flash vị trí của Sunny Boo đang pop flash ra. Fake gỡ bom hay là gỡ bom thật luôn đây. Và phát hiện gỡ bom thật rồi và ngay lập tức Bialy kết thúc cái mạng của Sunny Boo đem về cái round thắng thứ 7 dành cho bên phía team VP. Tỷ số là 7-15. Ở đây là trận bo 2. Thế là tôi bây giờ tôi có aura mới là tôi tin đội nào là đội thắng. Ở cái giải SL Pro League này thì không có cái chuyện nhà kèo, bởi đây là vào đoán vòng tròn. Chỉ có hòa hoặc thua thôi, không hòa thua thắng nhưng mà không có cả hòa. Chứ không bo 3 là chỉ có thắng hoặc thua. Bây giờ spam vị trí Snack, của Snack chỉ còn mình có 5 máu. Dù là thắng nhưng có vẻ là VP cực kỳ là vất vả. Bialy, Ta và Neo lần lượt 3 thành viên. Một trận đấu có 2 phút nhưng có vẻ là bên phía VP họ bắn với cho mình 30 giây thôi. Khi 4 thành viên bị kéo rồi, thậm chí Snack chỉ còn mình có 1 máu rồi, chỉ còn 1 viên và 4 Snack ngay lập tức nằm xuống. Tiếp tục là Sunny Boo và Sunny Boo nằm xuống bởi pha xa bài xẹp. Nhưng hai thành viên của bên phía VP còn nửa máu và hai thành viên còn một máu. Lại đi dẫm vào chân nhau, trông có vẻ no hope quá rồi. Mọi thứ đang trượt quá xa tầm tay ở các thành viên của VP. Trượt quá xa rồi, tiếp tục là Bialy. Lại bỏ mid hai thành viên VP. Hai ông khỏe đi nhau, hai ông yếu đi nhau này. Penta hốt hết một rổ là đẹp. Bây giờ Snack chỉ còn mình 8 máu rồi, tiếp tục Snack. Snack đã muốn thể hiện cái gì đây? Snack back cường bóng xe A rồi. Có vẻ đi bom xe ạ không phải là sự lựa chọn đúng đắn cho các thành viên VP. Ngay lập tức một tình huống nhá nhà quê của Bialy. Cực kỳ là nhà quê luôn, thấy không? Nhá ở cả người như thế này cũng nhá. Quá là nhà quê. Bây giờ và ngay lập tức thì Crystal bị nằm súng bởi Neo. Tình huống bây giờ là 3v3, cơ hội chiến thắng rất gần các thành viên Penta khi mà hai thành viên của VP cực kỳ là yếu. Flash pop ra vị trí của headshot 1v3. Tiếp tục Innocent kết thúc mạng của Neo, giờ chỉ còn Pasa và Snack thôi. Và ngay lập tức headshot 1v3 kết thúc cái mạng Pasa. Đứng ở pit đó chính là Snack. Úi và headshot 1v3 kết thúc cái game đấu này với mạng Snack. Tỷ số sẽ là 1-0 về phía Penta. Chúng ta chờ trong giây phút sau để đến với cái trận map thi đấu thứ hai. Vâng, tỷ số map thi đấu thứ nhất đó chính là tỷ số 16-7 và có vẻ là tỷ số có lẽ sẽ là 2-0 thôi.